Xin chào tất cả các anh chị, mình là Nguyễn Chí Nguyễn. Nguyễn có hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing online. Và đặc biệt, hiện tại thì Nguyễn cùng với Jason Team đang sở hữu hơn 20 hệ thống bán hàng cũng như là những trang cộng đồng để tạo giá trị cho người dùng của Zalo. Và hơn 2 năm qua thì Nguyễn đã tổ chức hơn 20 sự kiện chia sẻ về chủ đề Zalo Marketing cho hơn 300 học viên ở hai miền Nam Bắc. Có hơn 80% người dùng smartphone tại Việt Nam đều cài Zalo trong điện thoại của họ. Và theo thống kê thì Zalo có hơn 51% người dùng tuổi từ 25 đến 40. Và đây chính là một thị trường vô cùng tiềm năng để các anh chị khai thác. Chính cái điều này giúp cho chúng ta có thể bán hàng được một cách hiệu quả hơn, bởi vì nhu cầu của nhóm đối tượng này được trải dài trên rất là nhiều lĩnh vực. Và ngoài ra Zalo còn là một kênh để giúp các anh chị có thể chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả hơn trong hệ thống digital marketing của chúng ta. Chính vì những điều tuyệt vời như vậy, Nguyễn đã tạo ra khóa học xây dựng cỗ máy bán hàng trên Zalo sẽ giúp các anh chị có thể thấu hiểu được hành vi người dùng trên Zalo và các anh chị sở hữu được bí quyết xây dựng những cửa hàng thu hút khách hàng tiềm năng của mình trên Zalo Shop, và các anh chị sẽ làm chủ được những hệ thống cỗ máy bán hàng chuyên nghiệp trên Zalo. Đặc biệt các anh chị có khả năng xây dựng được những chiến dịch có thể tiếp cận được hơn 70 triệu người dùng trên Zalo. Và còn chần chờ gì nữa, ngay bây giờ các anh chị hãy truy cập vào trang web judica.vn để sở hữu ngay khóa học xây dựng cỗ máy bán hàng trên Zalo, để trở thành một trong những người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu bí quyết xây dựng cho mình những cỗ máy bán hàng trên Zalo hoàn toàn tự động.